Trong quá trình xuất khẩu như quý bà con, hoặc là mình khi mình văng qua quăng lại đó, nó không có bị dập nhé. Vậy thì bây giờ quay lại chủ đề của chúng ta, thì cái thằng mít ruột đỏ này làm sao để ngăn ngừa sơ đen cho nó? Hiện tại là trời đang mưa, mà mưa thì quý bà con hay hỏi Hằng Anh cái câu này nè, là làm sao để cho những cái trái mít của cô là không có bị sơ đen. Tại vì mít mà bị sơ đen thì coi như là cái nắm chắc tới 90% là lái không mua. Và bây giờ làm sao để cho trái nó không bị sơ đen vậy con? Thì thật sự ra cô lo như vậy là cũng đúng quý bà con. Tại vì mưa thường thường là nước mưa nó sẽ rớt vào cái trái nè, bà con thấy cái trái nó cũng bị ướt nè, mặc dù nó nằm ở trong thân nhưng mà cũng ướt chứ. Cái trái nó nước mưa thì nó sẽ kèm có axit và nó có kèm theo khuẩn ở trong đó, và khi khuẩn đó bà con nó sẽ bắt đầu nó thấm đây, bà con thấy nó có nước mưa nó đọng ở trên cái giữa hai cái gai nè, bà con thấy nước mưa nó chảy xuống nè. Thì là cái khúc này là trái của mình nó đã thụ phấn xong rồi, thì nó không có cần cò bo, nó không có còn phải quá quan trọng để tạo cái hạt phấn chắc nữa. Nhưng mà thằng canxi cũng rất còn quan trọng bà con. Thằng canxi nó sẽ giúp giống như là mặc thêm một cái áo cho cái trái mít ruột đỏ của mình, để do cho cái vỏ mít nó dày. Và khi vỏ mít nó dày thì nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó ngăn chặn cái côn trùng, gây mấy con sâu hại đồ đó, rệp sáp đột xiết đồ đó, nó tấn công vào cái trái của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hạn chế cái sự thẩm thấu của nước mưa, hoặc là các vấn đề mà nấm khuẩn nó có thể len lỏi vào quý bà con. Và thêm một cái thứ ba Hằng Anh muốn chia sẻ thêm là cái việc mà khi mà vận chuyển cái hàng mà đi xuất khẩu á, thì cái vỏ dày nó lại rất quan trọng. Mà con nhìn thấy cái mẫu trái của bên Willow Farm làm nè, là cái vỏ nó sẽ có cái độ dày vừa phải để làm gì quý bà con, để khi đi xuất khẩu á, thì nó an toàn, nó không bị dẫn tới cái việc thối trái đồ này kia trong quá trình xuất khẩu như quý bà con, hoặc là mình khi mình văng qua quăng lại đó, nó không có bị dập nhé. Vậy thì bây giờ quay lại chủ đề của chúng ta, thì cái thằng mít ruột đỏ này làm sao để ngăn ngừa sơ đen cho nó? Thì Hằng Anh xin phép là chia sẻ quý bà con chúng ta cái bộ ba để ngăn ngừa sơ đen. Đây là cái chòi, cái bộ ba để ngăn ngừa sơ đen cho cái mít ruột đỏ và cả mít Thái luôn. Và đầu tiên thì Hằng Anh khuyến khích quý bà con chúng ta sử dụng hai cái sản phẩm trước, đó chính là siêu áo giáp Plus và thằng siêu canxi bo kẽm, siêu canxi bo sinh học. Thì đây là hai cái sản phẩm mà con pha một chai siêu áo giáp Plus nè, cộng với một chai siêu canxi bo sinh học, tức là 500ml, và con cộng với 400 lít nước nhá. Trong quá trình khi mà cái bông mà nó ươm mầm mà nó có cái nụ rồi đó, thì bà con chúng ta phun hai cái hỗn hợp này, và lưu ý dùng Hoàng Anh là phun trực tiếp vô bông, không cần phải phun vào tàn nha, nên rất tiết kiệm cho chi phí cho quý bà con chúng ta. Phun vô trong cái thằng bông của cái trái mít á, phun như vậy á, nó sẽ lúc mà bông và lúc trong giai đoạn mà nó cái yếm nó mở ra để thụ phấn á, thì là chúng ta sẽ vừa ngăn ngừa sơ đen và vừa tăng cường cái độ chắc khỏe của cuống, tăng cường cái hạt phấn chắc cho cái cây mít ruột đỏ của mình, để khi nó sổ nhụy á, thì nó sẽ đậu cái trái nó tròn, nó đầy đặn quý bà con, nó không có bị lép bên này nở bên kia nha bà con. Thì lúc đó là canxi bo nó rất là quan trọng, và siêu giáp lớp thì đóng vai trò là ngừa sơ đen, ngừa thối trái từ khi mà cái bông nó nhú nhú nụ 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 ha bà con ha. Còn khi mà bà con chúng ta đang ở trong giai đoạn mà mít nó đang sổ nhụy á, mà gặp cái mưa đêm, mưa này mưa dầm mưa về là mưa tới đêm luôn nè, thì sáng ngày hôm sau chịu khó sử dụng máy nén hoặc giác cái bình 16-20 lít, bà con vẫn tiếp tục phun cái hỗn hợp là siêu canxi bo sinh học 500ml cộng với 1 lít siêu giáp cộng với 400 lít nước, quý bà con chúng ta phun trực tiếp vào bông. Hành động này gọi là phương pháp rửa bông và tăng cường hạt phấn chắc. Vì là nước mưa như hồi nãy Hằng Anh nói là nó mang axit, nó sẽ giết chết hạt phấn, thì canxi bo nó sẽ củng cố lại chất lượng của hạt phấn để việc thụ phấn diễn ra một cách thuận lợi hơn. Còn siêu giáp Plus thì nó ngăn ngừa nấm khuẩn, đặc biệt là cái con khuẩn đó quý bà con. Thì khi đó thì siêu giáp Plus bà con phun vào, lỡ khuẩn nó có xâm nhập thì lúc này nó có thể là xử lý ngay, chứ bà con để cho khuẩn nó xâm nhập sâu vào bên trong cái bông lúc thụ phấn rồi thì không ăn thua khi mà con chúng ta chữa nha. Nên bà con chúng ta lưu ý giúp dùng Hằng Anh ha. Rồi, trong trường hợp mà mưa dầm mưa về, mưa quá trời quá đất luôn mà bà con thấy là cái trái chúng ta chưa có du bao, thì bà con chúng ta có thể kết hợp thêm một cái hộp
chống mixer đen vô cái hỗn hợp là siêu giáp lết cộng với lại siêu canxi bo sinh học giúp dùm Hoàng Anh. Hai ba cái hỗn hợp nè, ba cái chai này đi chung với nhau và con chúng ta cộng với 400 lít nước nha bà con nhé, và nó sẽ giúp ngăn ngừa sơ đen một cách rất hiệu quả. Bà con chúng ta có thể tham khảo nhiều video mà bên Willow Farm thực hiện. Những vườn theo phương pháp của Willow Farm thì cái tỷ lệ mixer đen rất là thấp, rất chi là thấp nha quý bà con. Quý bà con chúng ta có thể tham khảo thêm ở trên kênh YouTube hoặc top top của Willow Farm đều có những cái dẫn chứng cho cái việc này. Vì là ông anh biết cái khúc mà từ bông khi có nụ cho tới lúc sổ nhị rồi con bà con, thì đó là những cái giai đoạn mà chúng ta cần phải tăng cường ngăn ngừa sơ đen. Khi mà bà con chúng ta đã vô bao rồi, tức là từ 1kg tới 2kg trở lên rồi, thì bà con chúng ta có thể kéo dài cái thời gian phun xịt ra từ 10 tới 15 ngày một lần cho cái hỗn hợp sơ đen cũng được. Còn ở trong giai đoạn từ bông cho tới sổ nhị hoàn thành thì lưu ý giùm Hoàng Anh là 7 ngày một lần là chúng ta phun cái hỗn hợp siêu giáp lết cộng với canxi bo. Còn nếu mà mưa dầm mưa về nữa thì chống mít sơ đen cộng vô chung luôn giúp cho Hoàng Anh. Tại vì nếu mà để công sức chúng ta nuôi cái trái mít cực dữ lắm, tới 5 tháng trời mà để mà nó bị sơ đen một cái là coi như là lái người ta, tỷ lệ người ta lấy là có 10% thôi, lấy là người ta cũng dạ đạp xuống giá còn thua cái hàng chợ nữa bà con. Như hạn như cái trái mít chúng ta bán được loại nhất là 50.000 thì mít mà bị sơ đen là thu chừng 5.000 à, nó giảm tới 10 lần cái giá trị của 1kg lận, nó tốn tiêu hao quý bà con chúng ta dữ lắm. Mà nhớ vô Hoàng Anh, khi mà xịt sơ đen là phun trực tiếp vô trong trái nha, chứ không có cần phải phun vô tàn, nên là rất tiết kiệm chi phí cho quý bà con. Quý bà con chúng ta an tâm cái chỗ này giúp vô Hoàng Anh ha. Vườn này thì mới vừa cắt trái xong, Hoàng Anh cũng đang gọi là làm bông lại để cho kịp bán cái cổ tháng 8, tháng 9 hoặc là tối đa là tháng 10. Thì cũng đã vào lân rồi, cũng có một số mầm nó đang nhú ra. Ngày hôm nay tới thì đang gặp cái cơn áp thấp nhiệt đới. Còn cái cổ này thì gia đình mình để một số cái trái chuyền. Một số cái trái chuyền thì có cổ này thì anh bấm thì đoán là tầm khoảng tháng 7. Tháng 7 là chúng ta sẽ thu nha quý bà con nha. Nên thôi bà con chúng ta cố gắng. Mít ruột đỏ thì nó là một cái cây có cái giá trị kinh tế cao. Thì dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có cái giá trị tương đương hết, chứ không có cái việc dễ mà lương, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương cao mời quý bà con chúng ta làm mấy cái môn như là đi Campuchia rồi đó. Đó, đi Campuchia, đi Lào rồi đó. Rồi nhiều khi là chúng ta còn không còn thấy mặt nhau nữa luôn, rất là nguy hiểm nha quý bà con nha. Ok dạ. Cảm ơn quý bà con. Nếu quý bà con chúng ta cần một cái giải pháp kỹ thuật liên quan về mít ruột đỏ, đặc biệt là giai đoạn làm bông, nuôi trái mít ruột đỏ, ngừa sơ đen, dưỡng bông như thế nào, làm bông ra làm sao, tưới nước làm sao, thì bà con chúng ta trước hết là có thể tham khảo những cái video trên kênh YouTube này. Hoặc bà con chúng ta muốn được giải đáp thực tiếp và có bạn chuyên viên theo đuổi cái vườn cùng với quý bà con, để bà con được có một cái sự đồng hành, được có một cái sự yêu thương và trải lòng, thì bà con chúng ta có thể kết nối với Willow Farm và sau đó các bạn chuyên viên sẽ thiết kế chương trình cá nhân hóa cho vườn của quý bà con. Tại thật sự ra là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cái vườn nào nó cũng thế quý bà con. Nhớ cái vườn của ông A khác bên vườn ông B, nhưng mà cũng không thể nào áp dụng cùng một phương pháp với ông B được. Bà con lưu ý nha, cái trái này bà con thấy da dày ghê chưa, vận chuyển nó rất là dễ, nó lăn tới lăn lui cũng không sao, là đi lên xe mấy ngày cũng không sao. Còn cái da mỏng quá là nó dễ bị thối nha bà con nha, dễ bị dập nha bà con, chúng ta lưu ý nha. Ok ha. Rồi, chống mít sơ đen thì nhớ cho Hoàng Anh là siêu giáp plus cộng với lại siêu canxi bo phun định kỳ. Và siêu giáp plus Hoàng Anh đã thay đổi cái dung môi rồi, hoàn toàn không có cái sự bám màu gì lên trên trái cả, nên bà con chúng ta phun vô tư thoải mái nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta và chúc quý bà con chúng ta một mùa bội thu. Cảm ơn quý bà con một lần nữa nha. Siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh. Bye bye.